Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Cam Phích Củ Chi. Hôm nay mình nhận được cái con HB14 nha các bạn. Hiện tại cái mè này nó đang là khóa nguồn 19 đầu vào nha các bạn. Ngắt ngang nguồn 19 đầu vào. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm nguồn và mình cho các bạn xem. Ngay con phét nguồn đầu vào nha các bạn. Rồi, tiến hành mình cắm nguồn nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đo tại vị trí phết nguồn đầu vào nha các bạn. Đây. Đây là con Q6010 nha các bạn. Rồi, mình sẽ đo ngay cực D qua cực S nha các bạn. Xem nguồn 19 nó sẽ khóa nguồn tại đây nha các bạn. Rồi, mình tiến hành mình đo và ngay cực D nha các bạn. Đó, có 19V nha các bạn. Ok, qua bên S. Nó qua cực S là mất nguồn này nha các bạn. Đây có 19 qua S. Đó, khóa nguồn nha các bạn. Đó, không có nguồn vào. Để mình để xích vào cho các bạn xem. Rồi đây, mình đo ngay đây nha các bạn. Các bạn thấy là có nguồn 19 này. Có nguồn 19 nha các bạn. Rồi qua bên đất nè. Mình đo ngay cực đất là đã khóa nguồn nha các bạn. Rồi, tiến hành mình sẽ đo đạc, kiểm tra, sửa chữa nha các bạn. Tiến hành mình đo xem có cái cuộn dây nào đó bị sọt không nha các bạn. Dẫn tới khóa nguồn, mình sẽ tiến hành đo nguồn. Dây không có con nào mà bị sọt nha các bạn. Làm đo hướng 19. Wow. Như vậy phía trong cái nguồn 19 phía trong nha các bạn đang có vấn đề nè. Tổng trở lắc hấp nha các bạn. Nó còn khoảng ba mấy ôm à. Đó, cái tổng trở của nguồn 19 nha các bạn. Phía trong nó đang rất là hấp. Như vậy là bây giờ mình tiến hành kiểm tra cái khu vực nguồn 19 nha các bạn. Nguồn 19 phía trong nó đang có vấn đề. Nó đang còn có 30 mấy ôm nha các bạn, khoảng 37 ôm. Rồi, mình sẽ cách ly từng khu vực nè, kiểm tra.
Rồi, tổng trở lên cao rồi nha các bạn. Đây, nguyên nhân này nha các bạn. Rồi. Như vậy là có một cái tụ 19 phía trong nha các bạn, nó bị rỉ. Dẫn tới là nó khóa nguồn 19 đầu vào nha các bạn. Đó, sau khi mình xử lý xong này.
ra sáng nè. Thấy là có tia hy vọng nha các bạn. Đây, led nguồn ra sáng. Sau khi mình xử lý cái tụ bi rỉ nguồn 19 phía trong nha các bạn. Ok. Nó có dòng nha các bạn. Rồi, mình gắn ram thử coi xem có dòng boost hay không nha các bạn. Rồi, máy có dao động chạy nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình gắn vào màn hình nha các bạn, xem cái men có xuất hình hay không nha các bạn. Rồi, mình gác cái men vào trong màn hình nha các bạn. Đó, gắn cặp màn hình vào. Bây giờ tiến hành mình cắm nguồn và kích nguồn, xem cái men có hoạt động và lên hình hay không nha các bạn. Rồi, bây giờ mình cắm nguồn nha các bạn. Rồi, máy ăn dòng, rồi mình kích nguồn nha các bạn. Rồi, máy có dòng nha các bạn. Xem cái máy có xuất hành hay không. Rồi, máy đã xuất hình nha các bạn. Rồi, như vậy nguyên nhân ở con HB14 này là do bị rỉ cái tụ 19 phía trong nha các bạn, làm cho nó khóa nguồn 19 đầu vào. Rồi, video của mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.